Hello hello, chào mừng mọi người, chào mừng bạn quay trở lại với kênh YouTube của Yogi Travel. Và mình là Thương Biền. Nếu đây là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy mình ở trên kênh YouTube này thì hãy bấm nút đăng ký ở dưới để nhận thông báo về những bài tập khác nha. Còn nếu bạn đã tập theo kênh của mình rồi thì hãy trải thảm ra và bắt đầu bài tập 60 phút Hatha Yoga của ngày hôm nay thôi nha. Bài tập Hatha Yoga khác với những bài tập về core, về Vinyasa hay là về Ashtanga. Hatha Yoga nó tập trung hơn vào hơi thở, vào sự thư giãn. Các động tác sẽ đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, không di chuyển quá nhanh, cũng không di chuyển quá chậm. Mình tập trung vào lắng nghe và cảm nhận cái cơ thể mình rõ ràng hơn, sâu hơn. Và bài tập này phù hợp cho tất cả mọi level. Những bạn đã tập yoga lâu rồi hoặc là những bạn mới tập yoga đều có thể tập được bài này nha. Nào sẵn sàng chưa? Hãy trải thảm ra, ngồi lên giữa thảm và mình bắt đầu bài tập 60 phút Hatha Yoga của ngày hôm nay. Bạn hãy ngồi trong tư thế nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Thả lỏng cái vai, mở về phía sau. Cảm giác như là bạn mình đang dựa cái lưng của mình vào một cái tường vô hình ở phía sau. Và bạn mềm hai cái cùi chỏ tay xuống. Bạn đặt hai bàn tay lên đầu gối, dòng các đốt sống lưng của mình thẳng lên và khuôn mặt hơi cúi về phía trước một chút xíu thôi nha, không cần cúi quá nhiều xuống như vậy. Hơi hạ cái cằm mình xuống một chút và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mình sẽ tập hít thở, tập thư giãn, tập cho cái cơ thể mình nó grounding nhiều hơn, nó yên tĩnh nhiều hơn trước khi mình bắt đầu vào bài tập. Bắt đầu cảm nhận vào nhịp hít vào và nhịp thở ra. Và bạn cảm nhận hơi thở của bạn đi vào mũi, làm lồng ngực của bạn nâng lên và lồng ngực của bạn nhẹ nhàng hạ xuống, rồi bạn đẩy khí ra ngoài. Nhẹ nhàng đem cái ý thức mình kiểm soát vào hơi thở của mình. Hãy để cho từng nhịp lên xuống nhẹ nhàng. Và bạn cố gắng làm cho nhịp thở của bạn dài hơn. Cảm giác là bạn có thể hít vào được sâu hơn. Và bạn thở ra chậm hơn. Hãy cảm giác khuôn mặt của bạn đang được thư giãn ra. Và hãy cảm giác là đỉnh đầu của bạn cũng bắt đầu được thư giãn ra. Mình bắt đầu cảm nhận vào sự yên tĩnh của cơ thể mình. Mình cảm nhận về sự chìm lắng và bất động của cơ thể mình ở dưới mặt sàn. Hãy để cho lồng ngực và bụng được di chuyển thôi. Còn tất cả các bộ phận còn lại, hãy giữ cố định. Nếu bạn có thể kéo dài của hơi thở mình ra 3 thì bụng dưới, bụng trên và lồng ngực thì hãy áp dụng hơi thở đó vào bài tập này. Làm cho hơi thở của bạn sâu hơn và dài hơn. Và vẫn giữ mắt nhắm, vẫn ngồi yên như vậy. Bạn dùng ngón cái của bàn tay phải của mình, bạn che cánh mũi bên phải của mình lại. Mình chỉ hít vào và thở ra bằng mũi bên trái của mình thôi ha. Bạn đè nhẹ, ấn nhẹ lên cái lỗ mũi của mình, đóng cánh mũi vào. Bắt đầu hít vào bằng mũi trái.
rồi thở ra bằng mũi trái. Và mình lặp lại như vậy, hít trái và thở ra trái. Cố gắng kéo hơi thở của bạn dài hơn. Và khi bạn thở ra, cố gắng thở sạch sẽ hết khí ở trong bụng bạn ra ngoài nhiều hơn. Mình lặp lại một vài nhịp nữa thôi. Cái hơi thở bằng mũi trái sẽ giúp cho cái hệ thần kinh của bạn được thư giãn hơn, và cả ý thức bạn được yên tĩnh hơn. Đồng thời nó còn làm dịu lại những cái lo lắng, những cái nỗi buồn ở trong người bạn, làm cho nhịp thở của bạn dài và chậm rãi. Từ đó mà toàn bộ cái cơ thể bạn được thư giãn theo cùng hơi thở của mình. Và một nhịp thở cuối cùng, bạn hãy hít vào thật sâu, rồi thở dài ra thật sâu. Sau khi bạn kết thúc nhịp thở cuối cùng, hãy nhẹ nhàng gỡ tay phải và đặt lên đầu gối bên phải của bạn trở lại. Cảm giác hơi thở của bạn vào cả hai cánh mũi, hít vào bằng cả hai mũi của mình và thở ra bằng cả hai mũi của mình. Hãy tận hưởng cái sự thư giãn đang lan tỏa trên đỉnh đầu, trên khuôn mặt, trên vai và trên lồng ngực của bạn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng mở mắt ra. Và mình sẽ di chuyển cái động tác và cái hơi thở của mình đi cùng nhau. Mở ngang hai tay và hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, rướn cánh tay cao lên và vươn mắt nhìn theo tay luôn. Thở ra, bạn từ từ hạ hai tay chắp, hạ chậm rãi về xuống lồng ngực và nhìn theo bàn tay của mình. Sau đó bạn lặp lại, mở ngang cánh tay, hít vào, nhìn lên trời và vươn hai tay lên trời, kéo dài các ngón tay, hai tay chắp lại. Kết thúc hơi thở, bạn hạ từ từ nhìn theo tay và hạ xuống lồng ngực của mình. Mình lặp lại như vậy, hít vào lên, cánh tay vươn lên, lưng rướn lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra hạ nhẹ nhàng, từ từ hạ chậm rãi xuống trước lồng ngực. Hít vào, cánh tay mở rộng vai, mở rộng và vươn lên. Và thở ra, hạ từ từ, kéo tay về trước lồng ngực của bạn. Một nhịp cuối cùng, hít vào. Hai tay mở rộng, cánh tay vươn cao và rướn dài người lên. Và từ từ thở ra, hạ hai tay chắp về trước ngực của mình.
Sau đó bạn đặt hai tay lên gối. Bạn bước cái chân phải đặt ra ngoài cái đầu gối bên trái của mình. Đầu gối bên trái bạn sẽ chỉ về trước và chân bên phải sẽ gác qua. Từ đây bạn dùng hai tay đan lại và bạn ổn cái ngực lên, đừng còng lưng về phía trước, chỉnh cho mông ngồi chắc, kéo hai cùi chỏ ép vào người và ổn ngực rướn lưng lên. Giữ vài nhịp hít thở dài. Từ vị trí này, bạn cảm nhận các đốt sống lưng của mình được rướn lên, được kéo thẳng lên. Cái tay ôm vào đầu gối khép hai cái cùi chỏ của bạn vào làm cho lồng ngực của bạn mở ra. Hít nhẹ nhàng. Rồi bạn thở ra nhẹ nhàng. Sau đó, mình sẽ vặn người về phía bên phải của mình. Bạn xoay khuôn mặt về bên phải, đưa tay trái ôm lấy cái bắp đùi bên phải của mình. Sau đó đưa tay phải về phía sau, chống xuống đất và từ từ xoắn người. Vặn hết về bên phải. Nếu được, bạn hãy xoay mặt, liếc qua cái vai bên phải của mình và nhìn ra phía sau. Giữ lại đây vài nhịp. Hít và thở dài. Hãy ưỡn lưng lên, đừng để lưng bị còng. Và hãy hóp bụng lại từ cái lỗ rốn của bạn. Bạn xoắn hết lưng và vặn về phía sau luôn. Mỗi nhịp hít vào, mình rướn các đốt sống lưng thẳng lên. Và mỗi nhịp thở ra, mình xoắn người nhiều về phía sau, vặn nhiều về phía sau nữa. Và một nhịp nữa thôi. Sau đó bạn xoay mặt về phía trước, đưa cả hai tay qua bên trái và chống nhẹ nhàng hai tay xuống thảm. Vặn người nhẹ nhàng, nhìn xuống giữa hai ngón tay cái của mình. Cảm giác phần lưng hơi xoắn và phần người hơi vặn về bên trái. Sau đó bạn đẩy hai tay thẳng lên và mình quay ngồi về vị trí trung tâm. Mình sẽ đổi qua chân bên kia. Bạn xoay cái đầu gối phải chỉ về phía trước và bước chân bên trái ra bên ngoài cái đầu gối bên phải của mình luôn. Sau đó bạn đan hai tay lại, ôm lấy cái đầu gối của mình và ưỡn ngực, giống các đốt sống lưng thẳng lên. Nhắm mắt và mình giữ đây một vài nhịp nha. Cảm giác phần mông bạn chạm xuống sàn, các đốt sống lưng được kéo dài lên và lồng ngực mở ra. Đừng rướn cằm lên cao quá mà hãy để các đốt sống cổ của bạn thẳng hàng với toàn bộ lưng ở phía sau. Hãy lướt cái hơi thở qua chuỗi cột sống của bạn. Lướt qua từng đốt sống và kéo dài nó ra. Hít vào thật dài. Rồi thở ra thật dài. Sau đó mình chuẩn bị xoay khuôn mặt mình về bên trái và mình dùng tay bên phải ôm lấy cái đầu gối bên trái của mình. Sau đó mình nhẹ nhàng xoay mặt về sau, xoắn tay trái ra sau, chống về phía sau lưng và mình vặn người hết về bên trái, xoay khuôn mặt nhìn ra phía sau luôn. Và mỗi nhịp hít vào, cảm giác các đốt sống mình rướn lưng lên. Mỗi nhịp thở ra, mình vặn về sau thêm một chút. Và hãy lặp lại như vậy. Hít dài. Thở ra xoắn về phía sau. Lồng ngực của bạn mở ra. Bạn hơi xoay cái cổ của bạn ra phía sau luôn. Nhìn hết về phía sau. Hít thở chậm. Mình giữ thêm một chút nữa thôi. Cố gắng vặn hết người ra. Tập trung cảm giác vào cái tay chống ở phía sau và cái tay bẫy lên đầu gối để bạn có thể xoắn được người ra sau nhiều hơn. Ổn cái lồng ngực lên nữa. Hít thật sâu. Thở ra thật dài, vặn về phía sau. Và một nhịp cuối cùng, hít sâu. Rồi thở dài ra. Từ từ bạn xoay khuôn mặt về phía trước, đưa cả hai tay và chống về phía bên kia. Hai bàn tay bạn xòe ngón tay chống xuống và rạp cái phần cổ của bạn xuống một chút để khuôn mặt bạn nằm giữa hai bàn tay. Cái phần lưng trên của mình sẽ hơi xoắn một chút và dựng ở đây.
sau đó bạn nâng người lên, đẩy tay và nâng người ngồi thẳng lưng lên. Mình chập hai cái bàn chân của mình vào nhau, kéo sát chân vào phía trong, dùng hai tay lồng các ngón tay đan lại và mình nhịp cái đầu gối mình lên xuống. Cố gắng đừng cuộn lưng mà hãy rướn lưng về trước, rướn và ưỡn ngực, nhịp cái gối lên xuống vài nhịp. Nếu mà bạn nào mới chưa tập được cái nhịp nhiều như vậy thì bạn có thể nâng lên rồi hạ xuống, nâng lên hạ xuống, nâng hạ từ từ, thì bạn một vài ngày, một vài lần tập thôi bạn sẽ quen dần và bạn sẽ làm được, là nó chạy nhanh vậy nè. Tư thế này là tư thế con bướm, nó bay nhanh được như vậy nha. Sau đó bạn thẳng lưng lên, đóng cái chân trái vào bên trong và bạn mở ngang cái chân phải của mình ra, kéo hết chân trái vào trong và lắc lắc cho phải phần hông của bạn hồi hết xuống dưới sàn. Từ đây bạn hít vào, rướn hai tay lên trời, vươn mắt lên và mình sẽ rạp người về phía trước, hạ từ từ cho tới lúc cái quỳ chỏ của bạn chạm xuống sàn và bạn úp bàn tay xuống, giữ ở đây một vài nhịp. Cái phần mà bạn cảm giác nó đang kéo căng là phải cần cơ đùi ở bên trong này nha. Nó sẽ kéo hơi căng căng một chút, phần cơ đùi bên phải của mình nó hơi căng. Mình giữ ở đây, cố gắng rướn lưng về phía trước. Nếu mà bạn có cảm giác là mình dẻo dai hơn thì hãy rạp hẳn xuống sàn luôn cũng được. Còn đối với những người mới chỉ cần giữ ở đây thôi. Hít thở chậm, cảm giác vào cái độ căng của cơ đùi bên phải của mình. Hít thật dài, thở ra thật dài. Cố gắng chĩa cái mũi chân bên phải của mình căng lên trời và nhấn cái gót chân phải mình xuống dưới sàn. Sau đó đẩy người lên, hít vào, vươn cả hai tay, nâng mắt, ngẩng mặt nhìn theo tay. Mình sẽ nghiêng về bên phải của mình, giữ hai tay bên mang tai. Thở ra nghiêng qua phải, nghiêng qua, sâu hơn nữa, hít vào lên. Vươn mắt nhìn theo tay trên trời, thở ra nghiêng qua phải, nghiêng từ từ, nhìn nhiều hơn, rườn ra nữa, hít, lên, thở ra, hít, lên, vươn người, rườn mắt nhìn theo tay, thở ra, một nhịp nữa, hít vào, rườn lên, và nghiêng qua. Nghiêng người nhiều quá. Nếu bạn nắm được chân rồi thì hãy nắm chân và kéo tay còn lại căng qua. Nếu mà bạn chưa nắm được chân, hãy nắm lấy quỳ chỏ và rướn tay trái, vươn mắt nhìn theo tay trái là được rồi. Bạn có thể giữ ở đây và cảm giác được cái độ rướn của cái lườn bên trái của bạn là được rồi nha. Vươn mắt nhìn theo tay trái, hít vào dài, thở ra dài. 3, 2 và 1, mình vươn cả hai tay của mình rướn lên trời luôn. Cảm giác cái lườn bên này nó dạng rất là đã ha. Sau đó mình chống tay trái của bạn về bên kia, chống xuống sàn, đạp cái mũi chân bên phải ra, mình đẩy người về phía trước này, rướn người về phía trước cho tới lúc mà bạn chống được cái đầu gối bên trái của bạn vuông góc, thì bạn vươn mắt lên và rướn ưỡn ngực về phía sau, vươn mắt nhìn theo bàn tay phải của mình, rướn bụng về phía trước, kéo căng người giữ ở đây. Một nhịp nữa, đẩy hết mông về phía trước, rướn người lên, rồi từ từ hạ mông nhìn xuống sàn, hạ chậm rãi mông bạn xuống sàn và bạn ngồi thẳng người lên. Mình sẽ đổi qua chân bên kia, nhẹ nhàng đóng chân bên phải của mình vào và mở ngang cái chân trái ra. Bạn mở theo khả năng của mình thôi ha, kiểu mỏi có mình có thể mở đây thôi cũng được, không sao hết, từ từ tập nó sẽ giãn ra. Lắc lắc người nhẹ nhàng, chống cái gót chân chập dưới sàn và chĩa mũi chân của bạn lên trời, lắc qua lắc lại lưng, sau đó vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn người lên. Mình sẽ rạp người về phía trước, đổ từ từ cho tới lúc bạn chạm được cái quỳ chỏ của bạn xuống sàn và bạn úp hai bàn tay xuống sàn, chỉ cần giữ ở đây thôi. Nếu bạn dẻo hơn và bạn muốn rướn được xa hơn, hãy nằm rạp cái người mình xuống dưới sàn nếu được. Còn không thì bạn cứ giữ hai cái quỳ chỏ tay xuống sàn và rướn khuôn mặt, vươn cái cằm về phía trước như thế này là được. Hít thở dài,
hít dài, cảm nhận cái độ căng của cơ đùi bên trái của mình. Thở ra dài. Bên trong cái cơ đùi đang, cơ bắp đang được kéo căng ra. Cái gân kheo của bạn cũng đang được giãn ra. Rồi từ từ bạn chống tay, ngẩng mặt và vươn hai tay lên trời, hít vào. Rướn cánh tay, vươn người lên, mình nghiêng về bên trái của mình. Thở ra, giãn qua. Hít vào, vươn cả hai tay, rướn lên, thở ra. Hít. Thở ra. Hít vào, rướn lên. Thở ra. Hít. Thở ra. Và một nhịp cuối cùng nữa thôi. Hít vào, rướn lên. Và thở, mình nghiêng qua và mình giữ ở đây luôn. Nếu nắm được chân thì nắm lấy chân rồi rướn tay bên phải ra. Nếu không được chỉ cần nắm lấy đầu gối, gác cái tay bên kia lên gối và rướn lên, vươn mắt nhìn theo tay, giữ ở đây là được rồi. Hít dài, thở ra dài. Nghiêng qua nữa, cảm giác cái lườn bên phải của mình căng lên. Hít chậm, rướn và kéo dài ra. Nếu được, ngẩng mặt bạn nhìn lên trời luôn. Nếu mỏi cổ quá hãy nhìn xuống sàn, cúi khuôn mặt và nhìn về phía trước thảm của mình. Sau đó bạn lật người vươn lên, vươn cả hai tay lên trời, hít vào. Chỉ mũi chân bên trái căng ra, chống tay phải xuống sàn, đẩy cái người mình về trước nè, dùng đà đẩy về phía trước, bám chặt chân, rướn và vươn mắt nhìn theo tay trái của mình, rướn lên. Ưỡn mông dài về phía trước, kéo dài người. Và từ từ nhìn xuống sàn, hạ mông của bạn xuống sàn. Sau đó bạn kéo hai bàn chân vào, vào tư thế cánh bướm. Nhịp nhịp hai cái, đầu gối lên xuống, trở lại lắc lắc cái vai và mở lồng ngực của bạn ra. Rồi từ từ bạn chéo hai chân và đổ người về trước. Mình sẽ vào tư thế bốn điểm. Đi này đi ha. Hai bàn tay xòe rộng và bám dưới sàn. Hai đầu gối mở vuông góc về phía sau, giữ chắc cái người mình ở vị trí bốn điểm. Mình sẽ tập một vài tư thế con bò và con mèo. Bám hai tay chắc, hạ thắt lưng xuống, hít vào. Mở lồng ngực, rướn lưng lên, uốn từng đốt sống lưng của mình. Thở ra, cuộn từ từ, cầm kéo vào ngực, cuộn tròn lưng lại. Hít vào. Thở dài ra. Hít vào. Thở dài, cuộn các đốt sống, đẩy hết khí ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở dài ra. Và từ từ quay người về vị trí trung tâm. Bạn hãy lắc nhẹ hông vai, lắc nhẹ người. Lắc cho thắt lưng bạn đỡ mỏi. Sau đó giữ nguyên người ở vị trí này. Bạn bước chân bên phải của bạn đặt ra bên ngoài bàn tay phải của mình. Bạn lắc lắc cái hông, đẩy về trước, về sau, rạp về trước và về sau. Sau khi cảm giác cái sự thoải mái của khớp hông đứng vững chắc được rồi, bạn hãy đặt tay bên phải lên đầu gối bên phải của mình. Mu bàn chân sau úp chặt chồng xuống sàn và nhẹ nhàng vặn người về bên phải. Sau đó nếu được, bạn vươn tay phải và rướn mắt nhìn theo tay phải trên trời luôn. Giữ ở đây. Hít thở chậm. Hít một nhịp nữa thôi, rồi xoay mặt xuống sàn, chống hai tay, lắc lắc cái hông. Từ vị trí này, giữ chặt cái
bàn chân bên phải. Nếu được, bạn chống chắc tay bên phải và bạn hạ quỳ chọ tay trái của bạn xuống sàn. Cảm giác cái cơ đùi bên phải của mình bắt đầu căng lên rồi ha. Và nếu được nữa, bạn hạ luôn cái quỳ chọ tay bên trái xuống sàn luôn và hai tay đan lại. Sau đó bạn rướn người, nhìn về phía trước. Cái cơ đùi đang rất là căng, hít thở chậm. Nếu mà khó quá, hãy chống một tay thôi ha. Và rướn người lên nửa đường như vậy thôi. Thở ra. Một nhịp nữa hít vào. Nhẹ nhàng chống cả hai tay và đẩy người lên. Sau đó bạn rút chân bên phải đưa về phía sau. Lắc người. Nhẹ nhàng, mình sẽ đổi bên. Từ vị trí trung tâm, bạn bước chân trái đặt ra ngoài bàn tay bên trái của mình. Sau đó bạn nhịp cái khớp háng về trước, về sau, đẩy cái đầu gối về trước, về sau. Và sau khi bạn cảm giác được sự thoải mái, bạn có thể nhìn hông được rồi. Hãy xoay mặt và vươn mắt nhìn lên trời. Vươn tay trái lên luôn, mở lồng ngực nhìn theo tay luôn nếu được. Hít thở chậm. Cảm giác cái lồng ngực bạn mở ra và cái khớp háng của bạn được nhìn xuống sàn. Sau đó bạn quay mặt nhìn dưới thảm, chống tay bên trái xuống sàn. Mình sẽ bắt đầu từng cái quỳ chọ một, nhẹ nhàng hạ quỳ chọ tay phải xoại xuống và nhìn xuống về phía trước. Và nếu bạn cảm giác thoải mái nữa thì hãy hạ luôn cái quỳ chọ tay bên trái của mình, nhìn về phía trước. Nếu khó quá thì chỉ cần hạ một quỳ chọ tay thôi nha. Giữ lại đây một chút, cái khớp háng đang căng lên, cái đùi đang căng lên. Và nhẹ nhàng chống hai bàn tay, đợi người thẳng vai lên, sau đó bạn rút cái đầu gối về phía sau và lắc lư người nhẹ nhàng, lắc qua lắc lại lưng. Sau đó mình lại quay về vị trí 4 điểm. Lần này bạn bước chân phải lên giữa hai bàn tay của mình. Chân phải bước lên giữa hai tay, đẩy cái khớp hông về phía trước và giữ cho cái chân, cái đầu gối và cái bàn chân của bạn cuộn góc với nhau. Đặt hai tay về phía trước và mở lồng ngực lên. Úp chặt mu bàn chân, từ đây bạn đưa hai tay ra sau, mở cái lồng ngực ra sau. Cảm giác cái ngực mình xoay ra sau, mở ra. Sau đó bạn đan các ngón tay về sau, mở bả vai ra và ngẩng mặt, ổn lồng ngực lên chút nữa, trượt tay về phía sau chút nữa, rồi bạn ngẩng mặt nhìn lên trời. Hít thật dài, thở ra thật dài, cảm giác sự mở rộng của bả vai, cảm giác sự kéo căng của phần cơ ở thân trước của mình. Cơ bụng kéo giãn lên, lồng ngực mở ra. Hít thở chậm, đạp chắc chân phía trước xuống sàn, bám các ngón chân, bám bàn chân và dựng cái đầu gối của bạn thẳng lên. Rồi từ từ ngẩng mặt lên và đặt hai tay lên gối trước trở lại, rạp người xuống, mình rút cái bàn chân bên phải của mình về phía sau, lắc lư hông và vai. Và sau đó mình sẽ đổi bên, bước chân trái của bạn đặt lên giữa hai bàn tay. Hạ cái đầu gối sau xuống sàn, chống chặt cái bàn chân và ép chặt chân phía sau. Đặt hai tay bạn lên đầu gối trước, mở rộng lồng ngực ra. Từ đây, bạn mở cái bả vai của mình rộng ra phía sau. Xoay xoay hai vai để bả vai mở về sau. Sau đó bạn lồng các ngón tay đan lại và mở lồng ngực lên. Lúc này, đầu gối trước giữ chắc và vuông góc. Lồng ngực mở lên trời và trượt cánh tay đan căng về phía sau. Nếu được, bạn xoay mặt nhìn lên trời luôn. Và hãy giữ lại ở đây. Hãy hít dài, thở ra thật dài. Từng nhịp hít thật chậm, thở sâu ra. Một nhịp nữa rướn lên, mở lồng ngực căng lên. Rồi từ từ rạp ngực về phía trước và chống hai tay bạn xuống sàn. Rút chân phía trước ra sau trở lại. Bạn lắc lư hai cái đầu gối, lắc hông và vai, bám hai tay chặt thay đầu gối, mở rộng mu bàn chân úp. Hãy ưỡn lồng ngực lên, mình khuỵu cùi chọ và hạ lồng ngực mình xuống giữa hai tay. Trườn người vào uốn lưng,
siết chặt đùi sau, vươn lên trong tư thế rắn hổ mang, mở ngực và siết chặt trượt chắc mu bàn chân sau rướn ra sau. Thở ra mình rầm rạp xuống sàn trở lại. Thở dài. Thở dài hạ tràn xuống sàn. Lặp lại bám chắc tay, trượt chắc mu bàn chân, ép chặt chân phía sau lên rắn hổ mang, hít vào. Rồi người vươn lưng mở căng lồng ngực. Thở ra xuống từ từ. Rạp xuống từ từ. Mình có một cái video riêng chỉ về cách tập đúng động tác rắn hổ mang và các cái lỗi sai mà mọi người thường gặp khi tập động tác này. Nếu mà bạn còn gặp những lỗi sai hoặc là bạn chưa biết cách tập động tác này thì hãy xem cái video và mà mình đã hướng dẫn về những lỗi sai trong tư thế rắn hổ mang nha. Còn bây giờ mình tập lại thêm một vài lần nữa trong tư thế rắn hổ mang. Bám tay chắc, trượt chặt chân về sau, hít vào lên. Mở lồng ngực, bám tay rồi người vươn lưng siết chặt đùi sau. Thở ra, hạ xuống sàn. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Siết chặt hông đùi rướn từ lồng ngực vươn lên. Mở lồng ngực lên, mình giữ đây một chút. Kéo căng người, đừng để thắt lưng của bạn bị gắp lại. Kéo dài lồng ngực và vươn lên. Chân sau siết vào, mông siết chặt ngón chân chỉ dài về sau. Rồi từ từ mình lùi ngược về sau trong tư thế em bé. Dựng hai cái đầu gối. Lùi từ từ hông về sau, cảm giác các đốt sống lưng được trả lại. Mềm về phía sau. Và nhấn mông vào gót chân, thả lỏng trán của bạn xuống dưới sàn. Thư giãn cho các đốt sống ở lưng. Mềm hay cùi chỏ ra. Hãy hít bằng mũi vào nhẹ nhàng và thở bằng mũi sâu ra nhẹ nhàng. Sau đó nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, bám hai tay bạn về phía trước. Và bạn nhón mũi chân, mình đẩy người cao lên trong tư thế chữ V ngược, tư thế chó úp mặt duỗi mình. Tay bám chắc, rướn hẳn lưng và kéo giãn người ra. Khuỵu nhẹ đầu gối bên phải đẩy lưng về sau. Rồi khuỵu nhẹ gối trái đẩy lưng về sau. Kéo giãn người bạn rướn ra sau. Kéo dài trong tư thế chữ V ngược ở đây, rướn giãn ra. Rướn thở ra. Sau đó bạn đá chân bên phải của mình lên trời. Đá giãn chân phải rướn về sau và bước bàn chân phải lên giữ bên ngoài bàn tay bên phải của mình. Tay phải đặt cạnh chân phải, lắc hông về hai bên, lắc đùi về hai bên. Sau đó bạn đặt bàn tay phải lên đầu gối, nâng đùi phía sau lên, xoay mặt hết về bên phải và vươn cánh tay phải của bạn lên trời. Rướn dài vai, kéo dài cánh tay lên. Hít dài. Thở ra. Bàn tay vươn cao rướn lên nữa. Hít sâu. Thở sâu ra. Một nhịp nữa thôi, hít vào rướn lên. Sau đó bạn chống tay phải về bên cạnh bàn chân phải của mình. Hạ ngang cái gót chân sau của bạn dưới sàn. Liên kết cái bả vai và cái đầu gối phía trước của bạn vào với nhau. Và bạn lật tay trái. Mở lồng ngực, vươn mắt nhìn theo tay trái trên trời. Nhìn theo tay. Chân sau đạp chắc, bám chắc mu bàn chân dưới sàn. Bám chắc cái phần dưới của chân xuống sàn. Và nếu được nữa, bạn hãy đưa tay trái của bạn ra sau lưng, chui tay phải vào giữa cái đầu gối và bạn khóa hai tay móc lấy từ phía sau, bởi lồng ngực và nhìn lên trời. Giữ ở đây một chút. Hãy hít dài và thở ra dài. Một nhịp nữa thôi, hít vào. Rồi thở ra, xoay mặt bạn nhìn xuống sàn. Bám tay phải và bám tay trái. Bạn lật cái mũi chân sau của bạn lên trở lại.
mình sẽ lặp lại y như tư thế hồi nãy mình đã làm. Đầu gối chắc, bàn tay phải mình có thể là hạ quỳ chọ tay trái xuống. Nếu mà mỏi quá thì bạn chỉ cần dựng ở đây thôi. Nếu được nữa, bạn hạ quỳ chọ tay phải của bạn xuống luôn và nhìn về phía trước. Mình giữ ở đây thêm một nhịp nữa thôi. Sau đó bạn chống hai tay vào và rút cái chân trước của bạn về sau. Mình quay lại tư thế down dog, tư thế chó úp mặt, duỗi mình rướn về phía sau. Hai tay bám chắc, người rướn ra sau. Hít vào, bạn vươn thẳng người về trước, rướn lưng vào tư thế tấm ván. Mình rạp người xuống, bạn có thể hạ đầu gối, hạ ngực, hạ cằm xuống sàn. Lật rắn hổ mang, siết chặt đùi sau. Hít vào, nâng người, rướn mắt nhìn theo trần, rướn lên và nhón mũi chân đẩy ngược về sau. Tư thế chữ V ngược rướn ra. Mình sẽ đổi bên. Từ vị trí này, bạn đá chân trái của bạn cao lên và bước ra ngoài bàn tay bên trái của mình. Bám chắc tay phải dưới sàn, đặt tay trái lên gối. Mình xoay mặt về bên trái và vươn mắt nhìn theo tay trái trên trời. Cố gắng nâng cái đầu gối trái phía sau của bạn lên và nhìn theo tay. Hít dài, thở ra. Rướn lên nữa, hít vào sâu. Rồi nhẹ nhàng xoay mặt nhìn xuống sàn. Mình có thể hạ luôn cái cùi chỏ tay trái xuống sàn luôn nếu được. Rồi hạ luôn cùi chỏ tay phải xuống. Giữ chặt người, rướn mắt nhìn về phía trước. Nâng đầu gối phía sau và hông phía sau cao lên một chút. Và nhẹ nhàng chống hai bàn tay của bạn xuống dưới sàn. Lắc hông về hai bên, sau đó mình rút chân phía trước ra sau. Vào tư thế chỗ úp mặt duỗi mình, rướn hết người dạng lưng ra. Từ vị trí down dog, mình vươn người về tư thế tấm ván. Rồi nhẹ nhàng hạ gối, rạp ngực xuống sàn. Rắn hổ mang, lệch người vươn lên. Mở ngực rướn lưng, vươn người nhìn lên. Và tư thế chữ V ngược đẩy dài về phía sau trở lại. Lắc lư lưng và vai. Lắc lư người nhẹ nhàng. Mình tiếp tục đổi bên. Đá chân bên phải của mình cao lên và bước lên giữa hai bàn tay của mình. Nhón mũi tay, ngẩng mặt nhìn về trước. Từ vị trí này, bạn đưa hai tay ra sau, đan các ngón tay lại, mở vai ra. Và mình nhẹ nhàng lật ngực, nâng người lên. Nâng lên nữa, chỉ tay căng về phía sau, khuỵu đầu gối, hạ mông và rướn người lên. Hãy giữ căng ở đây, mở căng lồng ngực và chỉ chắc tay của bạn căng xuống sàn. Hít thở dài, cảm nhận độ mở rộng của thân trước của mình. Hít sâu, thở ra thật dài. Trụ chắc lực vào chân. Uốn cong lưng và mở ngực lên. Rồi nhẹ nhàng nhìn về trước, rạp người bạn xuống sàn. Sau đó bám hai tay vào giữa thảm, rút chân phía trước ra sau, vào tư thế chữ V ngược, rướn lưng, dạn người. Vươn về trước trong tư thế tấm ván, hạ gối và rạp người xuống sàn, thở ra. Bám chắc tay, lật ngực, nâng lưng vươn lên trong tư thế rắn hổ mang, xiết đùi và chân sau. Rồi mình thở đẩy ngược về phía sau. Tư thế chữ V ngược rướn ra. Và mình sẽ đổi bên. Đá chân bên trái của bạn cao lên và bước chân bên trái về giữa hai tay. Nhón tay ngậm mặt và rướn lưng về trước. Chân sau đạp chắc, chỉ mũi chân ra. Từ đây mình mở vai ra, sau đó đan các ngón tay chắc vào. Và mình sẽ lật người từ từ lên. Đùi hạ xuống, mông dựng chắc, bám chặt nắm chắc tay. Chỉ căng bàn tay và kéo lồng ngực, vươn mắt nhìn lên trời. Hít thở thật dài, cảm giác vào sự thăng bằng nhiều hơn, lực của chân chắc nhiều hơn. Nếu mà những bạn nào cảm thấy ở đây khó quá thì hãy hạ đầu gối sau như là động tác lúc ban đầu mà mình tập nha. Còn nếu mà muốn challenge một chút thì hãy nâng đầu gối, ưỡn ngực và vươn lưng rướn lên. Một nhịp nữa thôi, hít vào sâu, ưỡn ngực lên và thở ra, mình rạp về phía trước và chống hai bàn tay xuống sàn. Rút chân trước về sau, tư thế chỗ úp mặt duỗi mình, duỗi lưng rướn lên. Vươn về phía trước, tư thế tấm ván.
đổ rạp người xuống sàn, thở dài ra, nâng người vươn lên rắn hổ mang, siết chặt đùi mở lưng và lùi ngược về sau, tư thế chữ V ngược rướn về phía sau. Hãy lắc hông và lắc vai, dạng cái thắt lưng của bạn rướn lên. Sau đó bạn khuỵu nhẹ cả hai đầu gối của mình, khuỵu cái hai đầu gối đẩy căng lưng, nhìn về phía trước và mình sẽ đưa hai cái đầu gối của mình vào giữa hai tay. Sau đó ngồi lên gót chân và bạn mở cái lồng ngực bạn ra. Hít vào sâu và thở ra sâu. Sau đó mình sẽ đi cái hơi thở và động tác cùng nhau. Hít vào, mở lồng ngực, uốn lưng và vươn hai tay lên trời nhìn theo tay. Thở ra chắp hai tay lại, uốn lưng, đẩy lưng về sau, hai tay đưa về trước ngực của mình. Hít vào, mở lưng, vươn vai, rướn người, vươn mắt nhìn theo tay. Thở ra, cuộn người lại, đẩy lưng về sau, thở dài. Hít vào, mở vai, rướn người, vươn lưng lên. Thở ra, cuộn lại và hai tay đưa về trước. Một nhịp nữa thôi, mở cánh tay, vươn vai, hít vào, rướn lên. Rồi thở ra, hai tay chắp về trước ngực của mình. Sau đó, bạn chống hai tay về trước đầu gối, mở hai cái đầu gối rộng ra một chút, đồng thời mở hai cái chân ra. Và mình ngồi sẽ ngồi cái mông, mở hai cái bắp chuỗi và ngồi cái mông của mình xuống giữa cái hai cái chân của mình, lắc người qua lại hai bên. Và nếu được nữa, bạn hãy chống hai bàn tay về sau, nhấc cái mông lên, rồi hạ hoàn toàn xuống. Và nếu bạn cảm giác là cái người mình còn lỏng được nữa, hãy từ từ hạ từng cùi chỏ của bạn xuống sàn. Và nếu được, hãy nằm thẳng người xuống sàn luôn, nằm dài, hạ lưng xuống sàn. Sau đó cố gắng khép hai đầu gối vào với nhau, tay nắm lấy gót chân. Nếu mà khó quá thì chỉ là từng bước thôi ha. Bạn giữ ở cái bước mà hai tay của bạn chống ở dưới sàn, lúc này cái cơ đùi trước của bạn kéo căng. Nhìn lên trên, hít thở vài nhịp. Và để ra khỏi thế này, mình hãy lùi cái cùi chỏ chống xuống sàn, bàn tay nắm lấy gót chân. Mình nghiêng cái người qua bên phải của mình, chống bàn tay, nghiêng qua bên trái, chống bàn tay, rồi nâng người lên, nâng ngồi hoàn toàn hết lên luôn. Sau đó mình gỡ từng chân ra, đưa về phía trước, đưa về phía trước. Giữ mông ngồi và lắc lư hai chân về hai bên. Các chân phải thẳng về trước, gót chân chạm dưỡng dưới sàn, mũi chân chỉ lên. Mình đặt chân bên trái lên trên chân bên phải của mình, lắc lắc cái phần hông và mình vươn hai tay lên trời. Hít vào, cánh tay vươn cao rướn lên. Mình sẽ đổ người từ từ về phía trước, rướn từ từ, rướn từ từ ra, rướn từ từ vươn ra, chậm thiệt chậm. Bạn không cần phải xuống ngay lập tức để lưng còng, mà bạn chúng từ từ để lưng rướn về trước. Rướn về trước nữa, về trước nữa. Nếu nắm được chân, hãy nắm lấy chân và rạp người xuống từ từ, đổ xuống sàn, ép người xuống luôn. Nếu mà bạn chưa nắm được chân, bạn hãy ngược giữ cái người ở vị trí là tay vươn về trước. Bạn có thể là chỉ cần chống tay ở đây thôi, nhưng mà lưng bạn thẳng nha. Bạn rướn cái người về trước, rướn đổ xuống một chút, đổ xuống một chút và giữ ở đây. Tùy theo cái khả năng và cái độ dẻo của lưng và cái độ giãn của cái gân kheo của mình mà mình xuống được tới đâu. Hít thở dài, lưng rướn về trước, hít dài, thở ra. Và bạn cảm giác là mỗi nhịp thở mình xuống thêm được một chút, mỗi nhịp thở mình mềm, lưng mình đổ xuống thêm được một chút. Thở ra, thở dài ra, cho tới một ngày mà bạn có thể bắt được lấy chân và rạp hết cái người xuống luôn. Sau đó chia thẳng hai tay về trước mình, lật lên, rướn các ngón tay, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Và mình xoay về phía sau, chống hai tay, xoay mũi tay về mông, chống tay phải, chống tay trái, chỉ cái mũi chân ra, bám chắc hai tay. Mình sẽ nâng cái mông của mình lên khỏi sàn nha. Hít vào,
Run người ngẩng mặt nhìn lên. Rồi thở ra hạ mông xuống sàn, gỡ chân bên trái của bạn ra và đặt chân phải lên trên cái đùi bên trái của mình. Hít vào, rướn hai tay vươn người lên, thở ra đổ từ từ về trước, cố gắng chậm thì chậm, dục tốc bất đạt nha, xuống từ từ thôi. Rướn ra, cảnh giác vào cái độ rướn, độ vươn của cơ thể mình xuống từ từ. Nếu bạn chỉ dừng ở đây thì cố gắng giữ ở đây. Nếu bạn xuống được nữa hãy xuống từ từ, đổ từ từ, đổ từ từ, rạp xuống từ từ, thở ra. Bạn giữ ở đây không có nghĩa là người bạn chưa dẻo, hoặc là không có nghĩa là cái cơ thể bạn không đi được, mà chỉ là cái thời gian tập của bạn chưa lâu và cái cơ thể bạn chưa mở ra thôi nha. Không sao hết, tập dần dần nó sẽ xuống dần dần. Miễn là bạn giữ ở tư thế này đúng vào cái vị trí lưng bạn thẳng, bạn không có còng như vậy, thì dần dần bạn sẽ vào được thế. Giữ lại vài nhịp nữa thôi, hít dài, thở ra. Mỗi nhịp thở bạn hãy để người lỏng rớt xuống nhiều hơn. Thở ra để người bạn ép xuống nhiều hơn. Thở sâu hơn nữa. Rồi lật người lên, hít vào, chỉa thẳng tay về trước, rướn người vươn lưng giãn lên. Rồi thở ra, đưa hai tay về sau lưng, xòe mũi tay chỗ xoay vào mông, ngón chân chỉ về phía trước và nâng hông lên, nhìn lên trần, ưỡn ngực lên. Sau đó hạ mông xuống sàn, gỡ cả hai chân về trước và lắc 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 hai chân của mình. Sau đó mình nằm ngửa người ra sau luôn, hai bàn chân bạn chập vào tư thế con bướm giống như hồi nãy, ngửa lưng về phía sau và nằm lưng xuống sàn. Từ đây bạn đặt hai tay lên bụng của mình, cảm giác hơi thở ở bụng, hít vào nhẹ nhàng, nâng bụng lên, thở ra hóp bụng vào và đẩy sạch sẽ hết khí ra. Một nhịp như vậy nữa thôi, hít vào và thở sạch sẽ hết khí ra. Sau đó bạn khép hai cái đầu gối mình vào, hai chân đạp chắc. Mình có thể là nâng cái mông lên rồi hạ xuống thì sẽ giúp cho bạn thư giãn được hình thắt lưng dưới của mình nha. Nâng mông hạ xuống một vài nhịp, nâng mông hạ xuống. Sau đó bạn chỉ cái mũi chân của bạn lên trời, hai chân luôn chỉ vuông góc lên trời, thắt lưng hạ xuống. Sau đó bạn xoay ngược các ngón chân về phía khuôn mặt của mình, hạ chân bên phải của bạn xuống sàn, gồng chắc cơ bụng. Hít vào nâng chân phải lên, hạ chân bên trái của bạn xuống sàn, gồng chắc bụng. Hít vào lên, chân bên phải hạ xuống, lên, chân bên trái hạ xuống, lên. Một vài nhịp nữa thôi, xuống, lên, xuống, nâng lên. Nhịp cuối cùng phải nâng lên và trái nâng lên. Lúc này bạn chỉ cả hai mũi chân lên trời. Mình sẽ hạ từ đây cho tới lúc chân chạm xuống sàn trong vòng 10 nhịp đếm nha. 1 xuống một chút xíu, 2, 3, 4, gồng bụng lại, 5, lúc này mình xuống được nửa đường, gồng bụng chặt lại, 6, cố lên, 7, cố lên, 8, đúng rồi, 9, và hoàn toàn hạ xuống dưới sàn luôn. Lắc lắc cái thắt lưng về hai bên, sau đó mình ôm đầu gối vào ngực của mình, lắc qua lắc lại cái thắt lưng để thư giãn cho lưng dưới. Sau đó mình đưa hai tay nằm ngón chân cái vào tư thế Happy Baby. Và chập cả hai đầu gối lại, nghiêng về bên trái. Sau đó vặn cái người mình xoắn về bên phải. Rồi đổi bên, mình nâng người lên và hạ hai cái đầu gối về bên phải, xoay mặt và xoắn vai của mình về bên trái.
Rồi bạn nâng người lên. Chị thẳng tay, lắc lắc tay, lắc lắc chân và từ từ dài chân rớt xuống sàn, dài tay mềm xuống sàn. Hãy đợi cho toàn bộ cái cơ thể mình lỏng nằm xuống sàn, mình vào tư thế thư giãn và thả lỏng cuối cùng luôn. Hãy nhắm mắt để người nặng dưới sàn, lắng nghe lại nhịp thở của mình. Từng nhịp hít vào sâu và từng nhịp thở dài sâu ra, cảm giác cơ thể càng ngày càng buông lỏng xuống nhiều hơn, mềm xuống sàn nhiều hơn. Bắt đầu để khuôn mặt của mình thả lỏng ra, mắt, mũi và miệng thư giãn thả lỏng ra, và ý thức được thả lỏng ra cùng với toàn thân của mình. Cảm giác vào sự yên tĩnh bao trùm lên toàn bộ người mình. Cảm giác vào sự thư giãn lan lên, lan từ các đốt ngón chân, lan lên toàn bộ thân dưới, lan lên thân trên và lan lên toàn bộ người mình. Giữ cho ý thức yên tĩnh hơn, giữ cho thử thả lỏng được nhiều hơn. Mình sẽ giữ trong tư thế thả lỏng này trong vòng 3 phút nữa. Bắt đầu mang ý thức của bạn trở lại. Mang ý thức cảm giác vào các ngón chân, lắc lư đung đưa các ngón chân và hai bàn chân. Mang ý thức lên đánh thức các ngón tay,
cử động các ngón tay và bả vai và toàn bộ cánh tay. Sau đó bạn vươn hai tay qua quả đầu, kéo dài người, mũi chân khép lại rướn căng người, kéo giãn ra thành một đường thẳng, rướn dài ra. Và ôm đầu gối vào, ôm căng đầu gối vào người. Sau đó mình đổ nghiêng người về một bên, nằm lỏng người ra. Hai tay, tay bên tay dưới của mình gác lên làm gối. Và vẫn nhắm mắt, bạn chống tay đẩy người và mình ngồi thẳng lưng mình lên luôn. Hãy giữ mắt của bạn vẫn nhắm và hãy giữ cho cơ thể mình ngồi ở vị trí thư giãn như ban đầu. Lưng thẳng, bả vai mở rộng. Nhịp hít vào sâu và nhịp thở ra thật sâu. Hãy cùng nhau hít thở một nhịp cuối cùng trước khi mình kết thúc. Nào, hãy mở rộng lồng ngực ra và hít vào sâu. Rồi thở dài hết ra. Và nhẹ nhàng mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn bạn đã gặp cùng Thương Bền và Yogi Travel trong bài tập full bài tập 60 phút Hatha Yoga vừa rồi. Bài tập này đơn giản nhưng mà mình giữ động tác lâu hơn và mình cảm nhận sâu hơn vào cơ thể của mình nên nó cũng có tác dụng rất là tốt để mà thư giãn cơ thể, để mà kéo giãn cơ thể mình nha. Nếu mà bạn thích những bài tập của mình, hãy bấm nút like, bấm nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo về các bài tập tiếp theo. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau. Namaste!